Vâng, và mở đầu chương trình ngày hôm nay như thường lệ, chúng tôi xin được cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tính đến 22 giờ ngày hôm qua, ngày 9 tháng 3 năm 2020, thì số ca tử vong ở Việt Nam đã ghi nhận là 0, số trường hợp mắc COVID-19 là 34, trong đó 16 người mắc COVID-19 tính từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 13 tháng 2 đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn. Số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam hiện nay bao gồm một người phụ nữ 26 tuổi tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh và đi qua Italia, Pháp trở về Hà Nội vào ngày 2 tháng 3 năm 2020, còn gọi là bệnh nhân số 17. Một nam giới 27 tuổi quê ở Thái Bình đến Daegu, Hàn Quốc trở về Việt Nam vào ngày 4 tháng 3 năm 2020, bệnh nhân số 18. Hai người tiếp xúc gần với bệnh nhân 17 và đã xác định nhiễm COVID-19 vào ngày 6 tháng 3 là bệnh nhân 19 và bệnh nhân 20. Một nam giới 61 tuổi ở Hà Nội là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với bệnh nhân 17 là bệnh nhân số 21. Tiếp đó là 9 người là hành khách nước ngoài cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam ngày 2 tháng 3 năm 2020. Cụ thể, bệnh nhân số 22, 60 tuổi quốc tịch Anh, bệnh nhân số 23, 66 tuổi quốc tịch Anh, bệnh nhân số 24, 58 tuổi quốc tịch Anh, bệnh nhân số 25, 70 tuổi quốc tịch Anh, bệnh nhân số 26, 50 tuổi quốc tịch Iran, bệnh nhân số 27, 67 tuổi quốc tịch Anh, bệnh nhân số 28, 74 tuổi quốc tịch Anh, bệnh nhân số 29, 58 tuổi quốc tịch Anh, bệnh nhân số 30, nữ 66 tuổi quốc tịch Anh. Một bệnh nhân nam 49 tuổi quốc tịch Anh cũng cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam ngày 2 tháng 3 năm 2020 là bệnh nhân số 31. Một phụ nữ 24 tuổi sống tại Anh quốc tịch Việt Nam có tiếp xúc với bệnh nhân số 17 hôm 27 tháng 2 tại Anh đã trở về Việt Nam ngày 9 tháng 3 năm 2020 là bệnh nhân số 32. Một bệnh nhân nam 58 tuổi quốc tịch Anh là hành khách cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam là bệnh nhân số 33. Và một phụ nữ 51 tuổi quốc tịch Việt Nam khởi hành từ Washington DC, Mỹ về Việt Nam quá cảnh tại sân bay quốc tế Doha, Qatar và sáng ngày 2 tháng 3 năm 2020 nhập cảnh vào Việt Nam là bệnh nhân số 34. Vâng, bên cạnh đó thì cũng cần phải nói thêm là hiện nay chúng ta đã điều trị khỏi 16 trường hợp. Tính đến ngày 9 tháng 3 thì tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ là 2.542, tổng số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi cách ly là 113, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 24.782, trong đó cách ly tại nhà nơi lưu trú là 14.200. Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn là 2.589, số mẫu dương tính là 34 và số mẫu âm tính là 2.555. Vâng, có thể thấy là trong thời gian vừa rồi thì chúng ta đã làm rất tốt công tác phòng chống dịch. Thế nhưng hiện nay cũng cần phải nói thêm là dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp với những nguồn lây lan mới, đúng không chị Vân Anh? Chính xác là như vậy. Có thể nói rằng là với giai đoạn đầu tiên thì chúng ta cũng đã kiểm soát tốt dịch và bây giờ thì chúng ta đang cùng nhau chiến đấu ở giai đoạn thứ hai. Và mới đây thì trên các trang báo thì cũng liên tục đề cập tới tình hình dịch bệnh này. Ngày hôm nay trên trang 3 của báo Tiền Phong có đề cập bài viết sẽ có nhiều nguồn lây và ca nhiễm mới. Cụ thể, lãnh đạo ngành y tế dự báo sẽ có nhiều ca bệnh nghi ngờ đến khám tại các cơ sở khám chữa bệnh để đảm bảo việc sàng lọc, phân luồng, cách ly và quản lý ca bệnh COVID-19 tại các cơ sở này. Bộ Y tế đã ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể. Tuy nhiên, một số nơi không thực hiện nghiêm để lọt ca bệnh không được cách ly cũng như là quản lý một cách kịp thời. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn chỉ ra lỗ hổng trong việc quản lý sàng lọc bệnh nhân, bài học ở Hà Nội khi mà người bệnh đến Bệnh viện Hồng Ngọc là một minh chứng rõ ràng. Mặc dù bệnh nhân đã phát hiện bệnh và bệnh viện cũng đã phát hiện bệnh tốt, nhưng việc cách ly tới 17 nhân viên y tế có liên quan tiếp xúc gần với người bệnh nhiễm COVID-19 chứng tỏ là quy trình phải đi qua rất nhiều khâu. Ban chỉ đạo quốc gia đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nghiêm túc chỉ đạo thực hiện một số nội dung cấp bách, tiếp tục khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh, bao gồm cả nhà nước và tư nhân trên địa bàn, thực hiện sàng lọc, phân luồng, cách ly và quản lý điều trị ca bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Trong đó đặc biệt lưu ý sàng lọc người bệnh ngay khi đến cơ sở, có biển chỉ dẫn phân luồng ngay tại cổng cơ sở khám chữa bệnh cho các đối tượng có triệu chứng lâm sàng, ví dụ như là sốt, ho, khó thở, yếu tố dịch tễ liên quan tới dịch COVID-19. Phân công nhân viên y tế hướng dẫn sàng lọc toàn bộ người bệnh tới khám chữa bệnh trước khi vào khoa khám bệnh bằng bảng hỏi. Tuyệt đối không để người bệnh có dấu hiệu lâm sàng, yếu tố dịch tễ vào chung phòng chờ khám chữa bệnh với những bệnh nhân khác. Toàn bộ người bệnh có dấu hiệu lâm sàng, yếu tố dịch tễ sẽ được phân luồng tới phòng chờ khám bệnh, phòng khám bệnh riêng biệt đảm bảo các điều kiện để cách ly. Và ngoài ra, Thạc sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, việc khai báo y tế cách ly phòng dịch nhằm đảm bảo an toàn, chăm sóc sức khỏe cho bản thân người được cách ly cũng như phòng bệnh cho những người xung quanh và cả cộng đồng.
lách khai báo y tế khi trở về từ vùng có dịch để trốn cách ly là hành động thiếu ý thức về phòng dịch, vô trách nhiệm với sức khỏe của chính bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội. Đó chính là mối nguy có thể khiến dịch bệnh này lây lan cũng như bùng phát một cách khó kiểm soát. Vâng, có thể nói là khi mà cả nước của chúng ta đang chung tay phòng chống dịch bệnh thì rõ ràng là công tác quản lý cần phải được thắt chặt, và bên cạnh đó thì cũng phải đề cập đến một vấn đề, đó chính là nhận thức và ý thức của người dân, đặc biệt là những người đang mang mầm bệnh COVID-19 cũng là rất lớn. Bởi vì chỉ cần trốn cách ly thôi thì mầm bệnh rất dễ bị lan tràn ra ngoài xã hội và rất nhiều người khác sẽ bị mắc bệnh. Và từ đó cũng đặt ra một câu hỏi là nếu trốn cách ly thì cách xử lý là như thế nào? Thưa quý vị và các bạn, trên báo Người Lao Động số ra sáng ngày hôm nay thì cũng thông tin thêm, đó chính là Bộ luật Hình sự Việt Nam quy định rất rõ có mức xử phạt nghiêm khắc đối với các hành vi trốn cách ly gây bệnh cho người khác. Cụ thể, vào chiều ngày 10 tháng 3, ông Trương Huyền Trường là giám đốc Bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Trị cho biết sức khỏe của 10 trường hợp cách ly tại đơn vị mình, trong đó có 4 người đi cùng chuyến bay VN1547 với nữ du khách người Anh mắc COVID-19 là ca bệnh thứ 30 thì đang ổn định. Và từ kết quả xét nghiệm vào chiều cùng ngày cho thấy các trường hợp này đều âm tính với dịch bệnh COVID-19. Trong quá trình cách ly thì cơ quan chức năng cũng phát hiện là một trong 4 người trên có chứng minh thư không đúng với người có tên trong danh sách cách ly. Người này lại đeo khẩu trang nên việc nhận dạng hiện nay đang gặp sự khó khăn. Liên quan đến vấn đề một số cá nhân giấu dịch bệnh COVID-19 đi về từ vùng được cảnh báo, thì các chuyên gia y tế cũng cho rằng việc trốn khai gian để không vào khu cách ly là một hành vi đáng lên án và từ đó cũng thể hiện sự vô trách nhiệm đối với gia đình và cộng đồng. Còn theo luật sư Trần Minh Hùng đến từ đoàn luật sư của thành phố Hồ Chí Minh, thì cơ quan chức năng có thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi trốn khỏi nơi cách ly khi áp dụng theo điều 315 Bộ luật Hình sự quy định về tội vi phạm quy định công tác khám chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác. Nếu bị truy tố, người phạm tội có thể trả giá bằng hình phạt là 10 năm tù. Tùy mức độ thiệt hại người đó gây ra, cơ quan pháp luật có thể đưa ra hình phạt tiền kèm theo từ 10 triệu đến 50 triệu đồng. Vâng, và bên cạnh đó thì trên báo Thanh Niên số ra sáng ngày hôm nay, với nhan đề dòng tích lớn là chỉ cần vài người gian dối thôi thì công sức của xã hội trong công tác ngăn dịch cũng sẽ bị đổ sông, đổ bể. Bài báo này cũng đưa ra phân tích thêm là trong khi xã hội đang nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, thì một số người từ vùng dịch nhập cảnh vào Việt Nam lại khai báo gian dối, trốn, né hoặc không tuân thủ quy định cách ly đang khiến cho công tác dập dịch trở nên phức tạp hơn. Bài báo này cũng thông tin từ ông Trần Đắc Phu là cố vấn Trung tâm ứng phó sự kiện công cộng khẩn cấp cho rằng cách ly y tế trước hết đòi hỏi phải có sự tự nguyện của mỗi cá nhân vì sức khỏe bản thân họ, người thân, người sống gần. Thế nhưng chính quyền địa phương cũng cần phải tổ chức thực hiện giám sát một cách chặt chẽ. Và theo ông Trần Đắc Phu thì các hành vi vi phạm được phát hiện đều đã có quy định tại Nghị định số 176 ban hành năm 2013, quy định rõ về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế và mức phạt có thể lên đến là từ 2 đến 10 triệu đồng. Vấn đề xử lý nghiêm hay không là thuộc về trách nhiệm của từng địa phương. Và bên cạnh đó thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung cũng đã yêu cầu các xã phường cần phải thông báo cho hàng xóm của những người bị cách ly để ngoài chính quyền phường, tổ dân phố thì chính người dân cũng cần phải giám sát lẫn nhau. Ông Chung cũng đã chỉ đạo ngày mai ngày kia thì chúng ta cần phải đăng ký giám sát theo định vị GPS qua điện thoại thông minh như các Singapore đã làm. Giám sát bằng công nghệ cũng là cách mà Trung Quốc đã làm, bởi số lượng người càng tăng thì giám sát thủ công sẽ quá tải và nhiều lỗ hổng. Ở từ đây chúng ta cũng có thể thấy được là ở mỗi quốc gia khác nhau thì cái cách ứng phó với dịch bệnh cũng như là cái cách mà người ta quản lý dịch bệnh cũng có nhiều cái để chúng ta học hỏi, đúng không chị Vân Anh? Chính xác là như vậy. Chúng ta thấy rằng là đầu tiên dịch COVID-19 bùng lên tại Vũ Hán, Trung Quốc và sau đó thì lan rộng ra các quốc gia châu Á, và bây giờ thì châu Âu cũng đang phải hứng chịu hậu quả vô cùng nặng nề từ dịch bệnh này, đặc biệt là bây giờ chính là nước Ý. Và trong thời gian vừa qua, nhìn nhận vào sự đối phó với dịch bệnh tại các nước thì nhiều người nhìn nhận rằng dường như là châu Âu khá bình thản, trong khi châu Á thì liên tục thực hiện những biện pháp cứng rắn, và đó cũng chính là nội dung được chia sẻ trên trang 4 của báo Tuổi Trẻ ngày hôm nay. Cụ thể là người châu Âu dường như vẫn tin rằng COVID-19 không nghiêm trọng hơn cúm và sẽ khó đe dọa tới đời sống kinh tế và xã hội thường nhật. Đó chính là giải thích của giáo sư Hà Lan về lý do dịch đang lây nhanh tại châu Âu. Chính phủ của họ đến nay chỉ triển khai các biện pháp nhẹ nhàng và công dân của họ không phải điều chỉnh về lối sống. Nhưng những thông tin và số liệu cũng như kinh nghiệm từ châu Á cho thấy họ nên làm ngược lại. Đó chính là chia sẻ của giáo sư đến từ Đại học Erasmus Rotterdam, Hà Lan, nhận định ngày 7 tháng 3, một ngày trước khi Ý buộc phải cách ly 16 triệu người tại miền Bắc để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Và có thể thấy rằng trong thời gian vừa qua thì chậm hành động chính là một nhận định được đưa ra, đặc biệt là tại Ý. Đến cuối tháng 2 năm
2019, khi mà Ý có hơn 200 ca nhiễm, 7 người chết và là ổ dịch lớn thứ ba thế giới sau Trung Quốc và Hàn Quốc, thì Anh vẫn chỉ khuyến cáo người dân du lịch trở về từ miền Bắc nước Ý nên tự cách ly ở nhà nếu như có các triệu chứng giống cúm. Còn đối với Nghị viện châu Âu ngày 25 tháng 2 cũng yêu cầu tất cả các nhân viên từng du lịch ở miền Bắc nước Ý sẽ tự cách ly và đi làm trở lại khi có sự đồng ý của bác sĩ. Tại thời điểm đó, chỉ có Pháp là nước duy nhất áp dụng biện pháp cách ly người trở về từ Bắc Ý. Trong khi đó, tại châu Á, Trung Quốc chính là một trong những nước vô cùng cứng rắn khi phong tỏa hàng loạt thành phố, hạn chế du lịch, xây dựng hàng loạt bệnh viện dã chiến. Còn Hàn Quốc thì tuyên chiến với virus corona chủng mới và lập ngân sách 10 tỷ đô la Mỹ để chống dịch. Nhật thì hủy hàng loạt những sự kiện lớn và nhiều nơi như là Hồng Kông, Singapore tổ chức các chiến dịch lớn để tuyên truyền cũng như là đưa ra những cái biện pháp phòng ngừa. Và rõ ràng lúc này thì chắc hẳn rằng các quốc gia châu Âu, đặc biệt là Ý thì cũng đã ý thức hơn về mức độ nghiêm trọng và lây lan nhanh của dịch COVID-19 và hy vọng rằng bây giờ khi mà những biện pháp cứng rắn được đưa ra thì có thể phần nào giúp khống chế dịch và những con số chúng ta sẽ không tăng trưởng quá nhiều như trong thời gian vừa rồi. Bên cạnh những biện pháp cứng rắn thì những thông tin chính thống được các chính phủ, các quốc gia đưa ra thì người dân cũng cần phải tuân theo. Tại Việt Nam thì thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết là Việt Nam đã đủ năng lực, nguồn lực, tinh thần, kinh nghiệm kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Đây là nội dung trong thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Và sau 22 ngày không phát hiện số ca nhiễm mới, đến nay chúng ta đã ghi nhận thêm 18 ca nhiễm mới, trong đó có 7 người Việt Nam, tất cả đều do nguồn lây xâm nhập từ bên ngoài. Thủ tướng đã biểu dương sự nỗ lực, tinh thần, trách nhiệm của thủ đô Hà Nội, các bộ y tế, công an, ngoại giao, quốc phòng, nhiều địa phương, cơ quan có liên quan, đội ngũ y bác sĩ, các lực lượng tham gia công tác quản lý và cách ly, ưu tiên mọi nguồn lực để ngăn chặn, hạn chế tác hại của dịch bệnh. Người dân của chúng ta trong điều kiện hiện nay cần phải nâng cao ý thức bảo vệ chính bản thân, gia đình và cộng đồng, chuẩn bị mọi điều kiện để kịp thời cho công tác phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó thì thông cáo của Văn phòng Chính phủ cũng nêu lên là tạm dừng việc miễn thị thực đơn phương đối với 8 quốc gia hiện nay mà mọi người cần phải lưu ý. Đó chính là Thủ tướng đồng ý cho việc tạm dừng việc miễn thị thực đơn phương với 8 nước bao gồm Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và tạm dừng hiệu lực giấy miễn thị thực đã cấp cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ chồng con của người Việt Nam định cư tại 8 quốc gia nêu trên. Thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả những người nhập cảnh vào Việt Nam, Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thực hiện đảm bảo quản lý chặt chẽ và hiệu quả.